Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, thì chiều ngày hôm nay có một thông tin khá là hài hước, khá là thú vị liên quan đến câu chuyện của chị Lan Cao Tốc. Thì cái việc cái anh này đó thì mình thấy rằng là cũng khá là hay, bởi vì gần đây chị Lan nói rằng là mình hợp tác rồi nào là móc nối một số những cái doanh nghiệp lớn gì đó làm cái đường cao tốc gì rồi là biên giới Việt Lào gì đó cả nhà, ghê gớm lắm. Cho nên là bây giờ là chị ấy có cái biệt danh mới rồi là Lan Cao Tốc thôi quý vị, kinh khủng luôn. Thì chiều hôm nay có cái thông tin khá là hay đó. Trước tiên đó thì không biết rằng cô chú anh chị có nhận ra em đang ngồi ở đâu không ạ? Thì đây là một cái chi nhánh của gọi là Hồng Loan tại quận 12 đó cả nhà, số là 1022 phường Thạnh Lộc, trên đường Hà Huy Giáp. Đây là cái chi nhánh của Hồng Loan. Tại vì mình thấy rằng rất là nhiều cô chú anh chị đó nói rằng là Thanh Quyền quay trở lại cái drama của Hồng Loan để mà vạch mặt cái nhân vật như là Thám Tử Cao đó cả nhà. Thì em cũng quay trở lại cùng với một số anh em có mặt ở một số những cái chi nhánh của Hồng Loan để mà quay chia sẻ, cập nhật tin tức để gửi đến cho tất cả cô chú anh chị ha. Thì hiện tại thì Hồng Loan đang có cái chuyến lưu diễn ở Úc, thì Hồng Loan chưa có về. Trong thời gian này thì các anh em cũng gọi là tranh thủ để mà tìm thêm một số những cái thông tin để mà bạch mặt cái bộ bà Tam Sơn nha cả nhà. Thì trở lại với cái nội dung mà liên quan đến cái thông tin chị Lan Cao Tốc chiều ngày hôm nay. Ngày hôm qua đó thưa quý vị, thì có một cái nội dung của cái nhân vật gọi là Tony Phạm ha, chia sẻ một cái người ở Mỹ cũng là biết rất là rõ chị Lan, thậm chí cái nhân vật này đó còn nói rằng là Đinh Lan đó cũng chỉ là dạng như được xem như là cái chân sai vặt của chị thôi, cái chân sai vặt của chị rồi là một số những công việc chị ở Việt Nam thôi cả nhà, chứ đừng có nói đến cái câu chuyện mà Lan có mối quan hệ kinh khủng, quan ông to bà lớn, thậm chí là Lan là nói rằng là mình cháu của cố tổng luôn đó cô chú anh chị. Thì không biết là thực tế như thế nào, nhưng mình thấy rằng cái nội dung mà của người phụ nữ này đó ở Mỹ đó, khi mà vạch mặt Đinh Lan đó, thì khá là hay thưa cô chú anh chị. Nhưng mà trước tiên đó thì Thanh Quyền xin phép được chia sẻ cái nội dung mới nhất của chị Lan luôn. Chị Lan vừa mới đăng cái đây ít phút thôi, với cái giọng điệu mới nhất đó, thì mình thấy rằng là cái thông tin mà hôm qua tới giờ Lan được ông giáo mời uống nước trà rồi nhắc nhở một số những nội dung là có thật, là có thật ha. Cho nên là chị Lan sợ rồi, ngày chiều ngày hôm nay là lên nói chuyện đó không dám nhắc tên bà Nguyễn Phương Hằng hay là ông Huỳnh Thị Dũng luôn cô chú anh chị, không dám nhắc tên luôn, nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng. Bất ngờ chị Lan lại tự nhiên ngoan ngoãn vậy ta, kỳ lạ lắm cô chú anh chị. Những cái điều mình thấy vô cùng kỳ lạ, Lan ngày hôm nay rất là ngoan ngoãn luôn đó, là không dám gọi là có những cái giọng điệu như ngày hôm trước nữa. Bởi chúng ta thấy là nghe những ngày hôm trước chị Lan là nói chuyện nó ghê lắm, gọi tên chửi bới rồi nói chung là kể cả vị lãnh tụ chủ tịch Hồ Chí Minh luôn. Thì Đinh Lan cũng lôi những cái câu nói của gọi là Bác Hồ ra để mà gán ghép vào câu chuyện của mình. Nhưng chiều hôm nay thì khác lắm cả nhà, có động thái khá là lạ. Thì quý vị nghe chị Lan vừa mới đăng cái clip nói rằng là chia sẻ cái nội dung là 3 ngày Tết ở Lào ha. 2024 Đinh Lan làm cái clip này với cái tiêu đề là Đinh Lan và 3 ngày Tết Lào. Ngày mai 13, 14, 15, 3 ngày là Tết của Lào. Thì Đinh Lan có nhận được lời mời rồi. Lời mời luôn. Anh mà phiên dịch cho chính phủ hai nước Lào Lào và Việt Nam á, thì anh đó là Đinh Lan qua Lào năm 2010 là Đinh Lan đã anh đón Đinh Lan tại sân bay Viêng Chăn ha. Thì Đinh Lan làm việc với anh cũng nhiều năm rồi đó, 14 năm. Từ năm 2010 Đinh Lan qua bên Lào. Thì năm 2011 thì Đinh Lan trở về Việt Nam để tham dự hai cái đám ma của mẹ nuôi và mẹ vợ của một thường trực bí thư Trung ương Đảng đó. Năm 2010 thì hai người mẹ đó rất là thương Đinh Lan, cho nên sau 2011 xong thì Đinh Lan bắt đầu mới đi qua bên Lào ở 3 năm làm việc những công trình. Hai người mẹ đó đó là hai người mẹ mà Lan nói chung là gia thế khủng đó cả nhà, nhưng mà trên thực tế là mẹ nuôi. Mẹ nuôi thôi. Lan quen biết quen, nói chung là gia thế khủng lắm, nhưng mà toàn nuôi không à, toàn kiểu như là nuôi không, nói chung là người dân đó, không bà con hả chăng á. Thì nên Lan dựa vào danh tiếng rồi là của mẹ nuôi, ba nuôi rồi để mà lên đây khè cộng đồng mạng, thấy ghê không cả nhà.
Xong rồi sau đó thì trở về Việt Nam năm 2014 để chuẩn bị để sanh em Ben. Dạ. Cho nên là cái việc mà làm ăn hồi nào giờ bây giờ Đinh Lan không có đi qua bên Lào, nhưng mà vẫn có người của Đinh Lan đã qua bên đó rồi. Sau khi tham dự 3 ngày lễ của Lào xong thì bắt đầu tới ngày 16 hay là 20 gì đó sẽ 20 đến 21 sẽ khởi công cái xây dựng tuyến đường cao tốc từ Viên Chăn đi dọc theo các tỉnh phía Bắc của Việt Nam. Đó. Tại Việt Nam mình có cái đường biên giới giáp Lào mà dọc ra ngoài phía phía Bắc của Việt Nam ha. Cho nên là công việc á, nếu Đinh Lan hiện tại bây giờ trong một cái hoàn cảnh là bất cứ lời nói nào của Đinh Lan ra cũng bị soi, cũng bị kiểm tra, cho nên là không bao giờ mà tùy tiện mà bây giờ nói những cái thông tin mà liên quan tới chính phủ hai nước rồi đó. Bộ chính trị là không nói. Nhưng mà cái người mà làm việc với Đinh Lan á, anh ấy làm trước đây á, thì anh ấy làm ở tổng lãnh sự quán, thì ghê không? Tổng lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Hồ Chí Minh đó. Anh ấy làm tổng lãnh sự quán ha. Rồi bây giờ thì anh ấy trở về rồi, hết nhiệm kỳ rồi trở về Lào rồi đó. Cho nên là khi Đinh Lan làm việc gì với ai thì Đinh Lan đều có một cái xuất xứ rõ ràng, cho nên là không bao giờ mà tùy tiện mà nói. Còn chuyện mà không quan tâm, tại vì đẳng cấp của một con người á, nó không phải coi là những cái người tung hô là ai. Nhưng mà cái bọn mà đi tung hô ra, nếu như tôi là đại gia ngàn tỷ thì tôi không bao giờ giao du với những cái thành phần mà bất khảo, đâm thuê chém mướn, dùng cái việc mà chửi bới nhục mạ người khác để mà tôn lên cho mình thì nó làm cho mình xấu đi thôi. Cho nên là trong clip này Đinh Lan nói nếu là Đinh Lan là đại gia ngàn tỷ. Ủa, em nhớ bữa trước chị Lan nói là chị Lan có 4 căn biệt thự triệu đô mà. 4 căn biệt thự là ghê gớm lắm mà. Gọi là bạn trai chồng sắp cưới của chị Lan đó cả nhà. Cho chị Lan là tài khoản nói chung là mấy ngàn tỷ rồi. Ủa, nhưng ngày hôm nay lên thừa nhận rồi. Ngày hôm nay thừa nhận rồi. Nói là nếu tôi là đại gia ngàn tỷ như vậy đâu phải là không, bữa giờ là Đinh Lan nổ không cô chú anh chị? Bữa giờ gọi rằng Đinh Lan nổ không? À, còn nói là nếu tôi đại gia ngàn tỷ là sẽ không quen biết với những người gọi là nghèo khổ, rồi những thằng xe ôm, dễ gách này kia các kiểu. Thì cũng giống như những cái giọng điệu của một số những cái nhân vật, gọi là những cái người gọi là danh nhân nổi tiếng rồi đó cả nha. Như Trần Quý Thanh đâu nè. Bởi vì mình nói rằng khi mình nghe những cái câu chuyện, những cái nhân vật này xuyên tạc và gọi là bà Hằng cũng như là ông Dũng và những cái phát ngôn của họ, mình cảm thấy quý trọng và tôn trọng cô Hằng chú Dũng hơn. Có ai, có đại gia, có danh nhân nào mà nói chung là có chịu cúi xuống, cúi xuống để có thể gọi là tiếp xúc với người nghèo khổ, người giàu, người khó khăn, người mà gặp những hoàn cảnh nói chung là éo le không cả nhà. Chỉ có là ông Dũng, bà Hằng, chỉ có những danh nhân như là bà Hằng hay là ông Dũng thì người ta mới tiếp xúc, rồi là mới gặp gỡ, thậm chí là có thể ngồi chung bàn, ngồi ăn uống, ngồi tâm sự, rồi giúp đỡ đủ thứ. Cho nên là mình càng thấy càng trân trọng cái tấm lòng của cô và chú rất là nhiều luôn cả nhà. Như chị Lan nói, cỡ như Trần Quý Thanh đâu mới gọi là danh nhân, hay là bà Trương Mỹ Lan đâu đó thì mới gọi là danh nhân ngàn tỷ, người ta phải vậy chứ đâu giống như là bà Hằng em Dũng đâu. Đó cũng chính là cái lý do mà tại sao đó, tại sao bà Hằng chỉ có 3 năm thôi, khi tuyên án 73 năm, hàng triệu con tim, hàng ngàn người phải bật khóc. Còn bà Trương Mỹ Lan ngày hôm nay đó, Trương Mỹ Lan ngày hôm nay đó, danh nhân ngàn tỷ đó, danh nhân lớn luôn đó, bị tuyên án, án cao nhất luôn, thì ai, có ai, nhân dân, xã hội, cộng đồng có ai không? Có ai rơi giọt nước mắt nào cho bà Trương Mỹ Lan hay? Thậm chí người ta còn gọi là, còn cho rằng cái bức án đó là hoàn toàn xứng đáng. Hay thậm chí là ông gọi là gì? Ông Trần Quý Thanh đó, Ngốc Tư Thanh đó, có ai thương tiếc cho những cái kẻ đó hay không? chị Lan mà cỡ danh nhân ngàn tỷ chắc chị Lan gọi là nổ chắc banh cái gọi là cái gò dấp luôn đó cả nhà. Mới có nhắm nhem thôi còn nổ cỡ này nè. Tôi không nhắc gì tên ai, không nhắc tên YouTuber nào luôn đó. Tôi không nhắc cái người tôi muốn nói là ai, chỉ nói nghe một điều rằng là những cái đứa càng nợ càng lên trên mạng thích khoe mẽ đó. Đinh Lan hôm nay lạ lắm nè, tự nhiên giờ không dám nhắc ai nữa trơn cả nhà.
không dám nhắc ai, không dốc dám dắt gọi là YouTuber mấy bữa trước còn còn kênh can gọi là nói chung là chống giặc nội xâm nhắc ghê gớm chửi hết 40 mấy 50 mấy YouTuber rồi bà hàng ông Dũng lôi ra chửi hàng ngày, rồi nguyên trưởng công an tỉnh Bình Dương nói chung là thẩm phán Quỳnh Thanh Viên nói chung là lôi ra hết. Ngày hôm nay tự nhiên có tín hiệu lạ nha, chắc cũng sắp rồi đó nha cả nhà. Ở bên Mỹ thế là hùa theo cái thằng gà mái. Đó, đó. Nói là tôi là cái người khoe khoang quen biết nhiều, rồi nói đưa tiền gì. Hồi nào giờ Đinh Lan ở Việt Nam nha, nói thiệt nha, không bao giờ nhận chạy án, xin dự án gì cho ai hết. Và chưa bao giờ nói là tôi là quen chỗ này quen chỗ kia. Cho đến ngày hôm nay nè, khi bất quá rồi thì tôi mới nói ok, tôi là cháu gọi Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu bằng cậu thôi. Tại vì Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, nguyên tổng cố Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu là em của bà nội tôi. Vậy thôi. Nói là sao? Tôi nói cái tinh thần tôi yêu nước, yêu đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp đỡ bà con như thế nào? Người dân ngày hôm nay sống được ấm no hạnh phúc. Quang, mình thấy cái chỗ này cấn cấn thì sao cả nhà? Cấn cấn ở một chỗ một lạ lắm. Linh Lan nói là kêu bằng cậu, em của bà nội, em của bà nội, không biết là Linh Lan cái kiểu này có mắc dạy không nha. Em của bà nội sao kêu bằng cậu được ta, trừ khi là em của mẹ mình đúng không cả nhà, em của mẹ mình thì mới kêu bằng cậu. Hả? Chúng ta tua lại khúc này cái nè. Em bà nội kêu cậu, gọi Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu bằng cậu thôi. Tại vì Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu, nguyên tổng cố Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu là em của bà nội tôi. Em của bà nội. Nói là sao? Tôi nói cái tinh thần tôi yêu nước, yêu đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã giúp đỡ bà con như thế nào? Người dân ngày hôm nay sống được ấm no hạnh phúc cũng nhờ đảng. Không có đảng thì làm sao cái chuyện mà Covid đó, đảng chỉ đạo như thế nào? Giúp bao nhiêu đồng bào. Còn có hai vợ chồng kia lên trên mạng cho 15 triệu liều vaccine, cuối cùng không cho cái mỏm. Chỉ dụ dỗ những cái người u mê đi theo tung hô, đến cuối cùng phá nát từ thiện. Cuối cùng sao? Từ thiện không ai dám làm nữa. Hỏi chút sao kê, sao kê. Bản thân mình làm hay không, đóng góp hay không, miệng mở ra. Miền Trung không ai góp, tôi góp 200 tỷ cuối cùng có không? Không. 15 triệu liều vaccine có không? Một liều cũng không có luôn. Thì cái đó là cái clip mà mới nhất của chị Lan vừa mới đăng cả nha. Nhưng mà quý vị thấy có một điều mà khá là đặc biệt không cô chú anh chị? Ngày hôm nay Đinh Lan kiểu như giọng điệu nó khác hơn hẳn, không dám nhắc tên ai luôn. Khi mà bị gọi là một cái nhân vật mà còn một chị gái ở bên Mỹ đó, bóc phốt á, nói rằng Đinh Lan nói chung là chỉ dạng như là cái tầm như cái chân sai giặt thôi, bày đặt nổ quen biết người này, quen biết người kia. Nhưng mà Đinh Lan ngày hôm nay nó nói là tôi trước giờ chưa có từng nói mình quen ai. Mà mình thấy cấn cái chỗ là kêu cố Tổng Bí Thư là cái bằng cậu là mình thấy cấn rồi đó nha. Tại vì nếu mà em của bà nội đó thì đáng lẽ phải gọi là ông cậu là chứ đâu bằng cậu, sao kỳ vậy ta. Lúc thì bằng cậu, lúc bằng ông cậu là sao? Mình thấy kiểu như mà người thân ruột thịt của chị Lan, mà chị Lan còn nhớ không rõ nữa đó, em không biết mình có hay không nha. Thì cụ thể cái clip mà cái nhân vật người phụ nữ bóc phốt chị Lan là như thế nào đó, chị Lan cao tóc đó cô nha cả nhà, như thế nào ha. Em mở một khúc, một văn đoạn cho cả nhà nghe. Thật sự ra đó thì em cũng em tính là bữa giờ em cũng im rồi. Tại vì dù gì nữa thì đó cũng là một đứa không phải là, nói thẳng ra thì em với Đinh Lan không phải là bạn. Không phải là bạn. Không bạn, nhưng mà em ơi, em không phải là bạn nó, mà nó tự giới thiệu em, nó là bạn thân của em đó. Nó muốn giới thiệu cái gì cũng được, không sao hết. Nhưng mà nhục chị Lan. Nếu mà nói là nhân viên của em thì cũng không đúng. Nếu mà nói ra thì, nếu mà nói ra mà trắng ra đó thì nếu mà nói là sai mặt đó thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà cái quá đáng của nó thì không thể nào. Em biết nó thì năm đúng, em biết nó năm 2008-2009 là những cái lúc năm đó là em đi về Việt Nam làm ăn thì gặp nó một cách là tình cờ thôi. Thì nói chung là cái bản tính mà nổ với lại gì nhỉ, ở Việt Nam hay gọi là quen biết rộng mối quan hệ rộng rãi đó. Thì tính ra là em cũng tính im rồi, em nói với drama này á thì đứa chị Hằng đã đi
như là từ khi nói hơi ca hơi xa là như là chúng kia sợ em vẫn còn làm ăn ở Việt Nam, em vẫn còn những công ty vẫn còn nhân viên này kia ở Việt Nam, những cái chuyện này nhiều cái em cũng bị oan nhiều lắm, bị chị Hằng hiểu lầm. Em với chị Hằng thì nói thật sự ra thì cũng biết từ lúc mà chị Hằng mới đám cưới với lại anh Dũng cơ. Thật ra cái nhân vật này có tên là Uyên Phạm đó cả nhà, mà chị Lan cũng gọi là nổ đó, là bạn thân của chị Lan đó. Nay thì lên cái kênh của anh Tôn Đi Phạm gì đó, cái nhân vật mà gọi là ở bên nước ngoài đó ha, thì nói bóc phốt đi Lan, nói rằng là chị này nói chung là cũng chỉ là chân xe vặt thôi. Nói chân xe thì Nam Văn Tiến Dũng cũng đã từng liên hệ đối với chị này để mà cái chị này lên để mà nói về cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, show Nguyễn Phương Hằng đó. Nhưng mà cái chị này thì đã không đồng tình. Ngày hôm nay thì chẳng qua nghe chị Lan nổ thôi. Dự án cao tốc đó, dự án triệu đô của chị Lan đó, và biệt danh Lan cao tốc luôn đó cô chú chị. Cho nên là cái chị này cảm thấy rằng là mình nên lên tiếng để một số những cái cá nhân khác tránh bị cái chị này lừa nữa cả nhà. Chị này lừa gà ghê lắm. Chúng ta còn nhớ cái câu chuyện Venesa tới giờ mà chị Lan chỉ còn nói là mình là gọi là ân nhân của hơn gọi là 50.000 là cái người phụ nữ nghèo mua cái mỹ phẩm Venesa 43 triệu đồng. Thấy khá là cười, chị lên chị kể công khá là nực cười luôn cô chú anh chị. Thì Lan ngày hôm nay là Lan có cái biệt danh mới rồi ha. Đó, bây giờ chị Lan ngon đó, chị Lan lên phản biện cái chị này đi chị Lan. Chị Lan nói đúng không, chị là cái chân xe giặt của người ta thôi, chị là cái gì lên đây nổ. Chị lên cho phản biện đi, sao ngày hôm nay hiền vậy cho Lan. Sao không nhắc tên bà Nguyễn Phương Hằng hay đâu, mình đi Dũng lôi ra chửi nữa đi, lôi mấy thằng YouTube ra chửi nữa đi. Chị chống giặc nội xâm thì ghê gớm lắm mà. Ai đó, ai là fan hâm mộ của Đinh Lan, chia sẻ đi, chia sẻ cho chị Lan nghe clip này đi. Đó, lên trời phản biện đi chị Lan ơi. Ôi, tự nhiên bây giờ sao kỳ vậy ta. Đó, tự nhiên thay đổi 360 độ, bị ông giáo mày uống nước trà đúng không chị Lan? Hay là bị sợ gái hay là sợ rồi, hay là cái mục đích cái gì đây nè, nhăm me để đi Lào hay gì đây. Cỡ Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng đồ không? Đi trốn như con chó đó. Mà nó đã chắc thoát chưa? Thưa quý vị, thì mình nay mình thấy cái động thái này của chị Lan lạ lắm cả nhà. Lạ lắm nha. Cũng là Lan, nhưng mà Lan này lạ lắm. Không biết rằng là có cái điểm gì sắp tới với Đinh Lan rồi ha cả nhà. Có điểm gì sắp tới rồi đó. Không biết rằng cô chú chị đánh giá như thế nào với cái tín hiệu cũng như là cái động thái mới như của chị Lan. Tự nhiên này hiền quá, không biết là ra sao ha. Rồi, mọi ý kiến đóng góp mong rằng cô chú anh chị để lại dưới phần video để Thanh Nguyên cũng như các anh em có thể tham khảo hơn. Em cũng sẽ cố gắng tiếp tục cập nhật tình hình cũng như là mong đến cái ngày gọi là đất nước trọn niềm vui ha cả nhà. 30 tháng 4 này thì Thanh Nguyên cùng với một số các anh em cũng sẽ trở về Đại Nam. Mình thứ bảy chủ nhật đó, mình rảnh thì cũng sẽ đến Đại Nam để mà cập nhật tình hình để mà gửi đến cho cô chú anh chị cũng như là mọi cái thông tin liên quan đến Hồng Loan. Thì em cũng sẽ quay trở lại để mà cố gắng cập nhật tình hình cũng như là để mà lột mặt nạ những cái kẻ gọi là bộ ba Tâm Sơn rồi là mang danh nghĩa là ủng hộ để mà phá nát những cái câu chuyện drama ha cả nhà. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cô chú anh chị yêu thích kênh, yêu thích video thì nhớ đăng ký theo dõi trên tất cả nền tảng từ YouTube cho đến Facebook ủng hộ các anh em hay cả nhà ha. Rồi, xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.